Sức hút từ hệ sinh thái hàng không, nghỉ dưỡng, golf, bất động sản tại Việt Nam là chủ đề của một diễn đàn xúc tiến đầu tư vừa được tổ chức đêm qua theo giờ Việt Nam tại Frankfurt của Đức. Diễn đàn nằm trong tuần lễ xúc tiến đầu tư vào Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến 14 tháng 3 do tập đoàn FLC Bamboo Airways phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Đức tổ chức. Hiện có hơn 350 doanh nghiệp lớn của Đức đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam và còn nhiều nhà đầu tư tiềm năng khác đang có kế hoạch mở rộng đầu tư lâu dài, nhất là đối với các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như công nghệ chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo. Trong đó, du lịch là một trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, nhất là khi chính sách cởi mở, độ phủ vaccine của Việt Nam cao. Cơ hội đầu tư tại Việt Nam là cơ hội đôi bên cùng có lợi. Hiện tại trong khối châu Âu, Đức là một trong những đối tác đầu tư thương mại hàng đầu và có thể nói lớn nhất tại Việt Nam. Các cơ chế luật pháp đầu tư vào Việt Nam những năm gần đây đều thuận lợi. Liên minh châu Âu và Việt Nam đã có những thỏa thuận về bảo hộ đầu tư và hiệp định tự do về thương mại. Việt Nam đang có những khuyến khích để các doanh nghiệp đầu tư. Đây là viễn cảnh rất tốt đẹp cho hợp tác giữa hai quốc gia. Nhiều câu hỏi về khung pháp lý, chính sách thu hút đầu tư, môi trường đầu tư tại Việt Nam cho người nước ngoài được phía đại diện các địa phương của Việt Nam giải thích cụ thể tại diễn đàn. Đảng và chính phủ, đặc biệt là chính phủ Việt Nam thì đang có những cái chính sách rất là thuận lợi và mở cửa cho để kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư, mà chúng ta cũng thấy rằng điển hình có rất nhiều những cái chính sách, những cái luật đầu tư mới đã được đưa ra để thông qua để tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ chính phủ mà còn có cả các địa phương và các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẵn lòng chờ đón để hợp tác với các nhà đầu tư Đức và châu Âu sang Việt Nam trong thời gian tới. Và tôi cho rằng đây là tín hiệu rất là tích cực và chúng ta thể tin tưởng rằng là cái quá trình hợp tác trong thập niên sắp tới tiếp theo, quan hệ đối tác chiến lược Việt Đức trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư sẽ tiếp tục ghi nhận được những cái thăng hoa phát triển rực rỡ hơn nữa. Mới đây thì một số tờ báo Đức đã ca ngợi Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á. Phong cảnh đa dạng, các bãi biển tuyệt đẹp, ngập tràn nắng cùng đồ ăn ngon là những yếu tố hấp dẫn du khách quốc tế. Các đường bay thẳng từ Việt Nam đến Đức và các quốc gia châu Âu cũng đang ngày càng được mở rộng, giúp cho hành trình trải nghiệm du lịch đơn giản hơn.